trị bọ trĩ, rầy xanh và diệt luôn cả trứng trên cái cho cây dưa hấu này. Với cái việc này thì em có cái loại mà A500 sát thủ sâu rầy kết hợp cùng với gói với chai ATS Neo đây nhá. Cái loại thuốc này thì nó cũng mát, thế nên là khi anh chị sử dụng cho cây đang có hoa và trái non vẫn sử dụng được bình thường cô chú anh chị em nhé. Đây là cái đơn hàng của chị Phượng ở Bình Thuận mang về để sử dụng cho cây dưa hấu nhé. Để phun được khoảng tầm 400 lít nước là bằng với 20 bình đeo lưng loại bình 20 lít ấy, thì các anh chị chỉ cần là hai cái gói A500 kết hợp cùng với một cái chai ATS Neo này này. Với chừng này nó là khoảng tầm 2 bộ là 2 chai với 4 gói. Với cái số này thì chị Phượng có thể pha được khoảng tầm 800 lít nước nhé để phun xịt cho cây dưa. Thuốc có tính lưu dẫn và xông hơi mạnh. Với cái bộ thuốc này thì nó còn giúp cho các anh chị là ngăn chặn và hạn chế cái sự kháng thuốc của những cái con sâu rầy nhé. Và ngoài ra nó còn hạn chế cái việc như là sinh trưởng lột xác lớn lên của những con sâu rầy này. Và nó còn có tác dụng nữa là làm ung hư trứng của những con sâu rầy kia. Và nó hạn chế được những cái lứa sau, hình thành những cái lứa sau đấy nhé. Anh chị sử dụng nó để trị những con bọ trĩ này, con rầy xanh này, con sâu đục quả này. Và được cả luôn con ruồi vàng luôn nhé. Ruồi vàng, sâu đục quả và bọ trĩ này. Và ở đây chị Phượng có lấy thêm cái loại chai thuốc sâu để trị những cái con sâu như là sâu khoang, sâu xanh da láng, những cái con sâu trên lá của cái cây dưa hấu nhé. Nó trị được cả con sâu vẽ bùa luôn. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái loại thuốc trừ sâu, bọ trĩ, rầy rệp và ruồi vàng cho cái cây dưa hấu thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số điện thoại ở trên màn hình. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.